ngủ rồi mai chúng ta xem lại. Hôm nay chúng ta nói một cái đề tài đang rất nóng bỏng trên mạng xã hội. Tôi để ý là trong xã hội chúng ta nó có rất nhiều đề tài phức tạp, mà điều cái nhiều cái vấn đề xã hội, hiện thực xã hội do cái quá trình chúng ta phát triển cái nền kinh tế thị trường, nó có nhiều vấn đề, nhiều cái góc khuất của xã hội, nhiều góc cạnh xã hội chúng ta cần phải phản ứng, phải kịp thời có những cái phản biện ngay tức thì, để cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho các gia đình, các bà con, và cũng như cái cách làm từ thiện nó rất là quan trọng. Chứ không phải tới ngày chúng ta chỉ có đu theo cái nhà số 5, chả được cái tích sự gì hết. Bây giờ nói về cái đề tài là trần gian hay địa ngục, mái ấm hay là địa ngục, có phải là Phật sống thực sự hay là không? Nhiều người rất là ca ngợi đây là một vị Phật sống. Đó đó, đây các bạn nhìn đây, có những cái buổi mà truyền, người chương trình mà người truyền cảm hứng dành cho là các cái nhà thế này thế kia, ca ngợi bà ta là một vị Phật sống, người phụ nữ chưa từng có chồng, chưa từng biết sinh đẻ như thế nào mà là bà mẹ của trăm con. Nhưng mà sự thật phía sau thì như thế nào? Trên cái gì ở đời nó không phải là nó có sự thật của nó hả? Không có đơn giản. Cuộc đời không hề đơn giản như chút xíu nào. Chúng ta tự. Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, khi ấy cuộc sống của chị gặp không ít khó khăn. Có một điều đặc biệt ở người phụ nữ này là chưa một lần sinh nở, nhưng chị Giáp Thị Xuân Hương, hay còn gọi với cái tên mẹ Hương, đã có đến hàng trăm đứa con. Những đứa con của chị đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, được chị đưa về chăm sóc nuôi dưỡng và cho học hành đầy đủ. Suốt hơn 30 năm qua, người mẹ Giáp Thị Sông Hương đã làm đủ mọi nghề để có tiền nuôi hàng trăm đứa trẻ sơ sinh. Thời gian dịch Covid-19 bùng phát, công việc kinh doanh bị đóng băng. Chị bán hết nhà cửa để lo cho các con. Ngủ ngày khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, còn tất cả thời gian còn lại chăm các cháu. Mình cảm thấy 60 năm cuộc đời mình làm công việc này mình rất là hài lòng, và mình rất là nhiều con, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Còn buồn thì cũng rất là buồn, nhưng buồn việc lý do rất bình thường, như là khi người thân của mình ra đi mình mới rơi nước mắt, còn tất cả mình không bao giờ rơi nước mắt cả. Nghe, nghe sao Đây là mẹ. các bạn nghe còn cảm thấy như thế nào? Sợ quá hả? Góc khuất khó tin phía sau mái ấm hoa hồng, nhà hảo tâm nói gì? Câu chuyện tác động trẻ em ở mái ấm hoa hồng chỉ là khởi nguồn cho loạn góc khuất đến khó tin, là khi các con ăn cơm chan nước tương, ăn bún chan nước sôi, uống chung một bình sữa mà có thể là sữa hết hạn, ốm bệnh bất bí chỉ dùng một vài loại thuốc quen thuộc đến mức có bé bị sốc. Vì sao? Vì những thứ tốt đẹp nhà hảo tâm mạnh thường quân gửi tặng đã mang đi bán. Chị Ánh Duyên, ngụ Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, người từng ẵm mồng từng em bé ở mái ấm hoa hồng, núp bóng dưới một mái ấm tình thương. Hoa hồng chẳng phải thiên đường tốt đẹp, mà ở đó tối tăm lắm, đáng sợ lắm, đau đớn hơn khi sự việc được khui chỉ là mở bài cho một chuỗi những góc khuất phía sau. Biết đến cơ sở qua mạng xã hội, chị Mờ Giờ, sinh năm 2000. Đó là những cái khán giả mà họ nói các bạn. Bà chủ Phật sống, kinh không? Cơ sở mạng xã hội này, chị này mở từ năm 2001. 2001, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nhiều lần. Có nhiều người đã tới đây là gửi quà cho các bé, lâu dần tình cảm cứ thế đè lên. Rồi chị này chăm sóc bé như người bảo mẫu thực thụ, và người tự xưng hàng chục là nhiều năm thiện nguyện. Chờ nhìn thấy góc khuất của mái ấm này chẳng có bữa ăn nào ăn ngon. Ánh long lanh trên mạng xã hội, Hương đăng tải thực tế nhiều lần. Vì bây giờ chị này là chứng kiến là trẻ em ăn rất là sơ sài. Mái ấm này, chị này coi trước đây cũng từng cái mái ấm này làm thiện nguyện, thường mang tiền quà gửi cho mái ấm này, nhưng sau đó nghi ngờ cơ sở này mập mờ. Từ đó tới giờ chỉ mua trái cây trực tiếp đút cho các cháu thôi.
chứ không có đưa nữa. Ở đây người ta cho thấy là khi mà chờ cho những cái người mạnh thường quân đi rồi đó các bạn, họ lấy những cái quà tặng hay những gì cho mạnh thường quân đó, là họ chở thì họ bán, đem sửa hết hạn hoặc là bất đi đổ cho rồi mới đem về cho các bé dùng. Có một số mạnh thường quân thì họ đến đây họ làm bảo mẫu cho nên họ thấy được những vấn đề này, họ đưa lên TikTok ha. Ở đây thì cảm thấy đây là một cái người con người phụ nữ mà ở Bắc Giang mà họ vào đây, họ có thể nói là làm tất cả mọi việc, quá sợ. Bây giờ là mấy bé được giải cứu và đưa về cái cơ sở nuôi bảo dưỡng ở Thủ Đức. Cơ sở nuôi bảo dưỡng ở Đức thì ngay chỗ ngã ba nhà thờ Thủ Đức, nó có cái gọi là cơ sở là SOS, cái làng trẻ em đó. Nó có từ hồi trước giải phóng tới bây giờ. Ở đó nuôi theo tiêu chuẩn mà quy định của quốc tế. Là cảm thấy quá sợ cho những con người này lắm các bạn. Quá kinh khủng luôn. Xã hội này sao lại có thể mà xảy ra những cái chuyện mà chúng ta không ngờ, nhưng mà sự thật nó lại xảy ra là như vậy. Có những cái mà sự thật thì không thể nào chối cãi được, cho nên chúng ta nhìn người nào chúng ta đừng có nhìn cái bên ngoài, cái bộ mặt tốt đẹp của họ như thế này thế kia đó, nhưng mà thực chất cái hành vi, cái hành động của họ thì nó mới thể hiện được đúng cái con người, cái bản chất của con người. Nào những cái em mà học hành được chút đỉnh đó, thì lại tự cho mình giỏi hơn người khác, bạn nghĩ như thế nào? Bà Giáp Thị Song Hương này là khi đi vào thành phố Hồ Chí Minh này, năm người Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh này năm đó là mới có 16 tuổi thôi, rồi là nói là qua bán ve chai rồi lượm lặt, rồi vô tình lượm được đứa bé đem về nuôi, mặc dù rất khó khăn. Nghe giống như trong phim phải không các bạn? Nghe nó rất là, cho nên là mấy cái cô á hậu này, mấy cô hoa hậu đưa vào cái vấn đề là truyền cảm hứng. Rồi một vị Phật sống được rất là nhiều báo chí ca ngợi. À, nào là bà mẹ của trăm đứa con tuy không sanh đẻ, là bà này có một cái kênh YouTube là Giáp Thị Song Hương Official. Và trên cái kênh đó thì lại đưa ra những cái gọi là số tài khoản ngân hàng để người ta đưa vào tiền. Và bà ta là sau khi dịch Covid và cảm thấy rằng là cái đứa này nó là lấy tiền từ những cái đó, là những cái nguồn lợi để họ đẻ ra tiền. Nên bạn thấy người người nhà nhà lập cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi cơ nhỡ đủ các kiểu. Ở đây thì chúng ta biết bao nhiêu cơ sở rồi, Tiền Âm bên bờ vũ trụ đúng chưa, Thất Bồng Lai, giờ đây cái thứ hai ha. Rồi mai mốt không biết cái Minh Đạo như thế nào nữa, cũng chưa biết, cái đó giờ cũng đang đang lùm xùm. Thật sự là có một số khán giả họ phản ảnh xong rồi trên tờ báo TikTok họ đưa ra những cái đoạn ngắn vậy, thì báo Thanh Niên họ mới thấy, họ mới thâm nhập vào, họ đi tìm hiểu. Mà để thâm nhập tìm hiểu thì các bạn biết là mấy bạn phóng viên nó phải giả thành là những cái nhà mạnh thường quân có sự thân thiết đối với họ. Và khi báo Thanh Niên là đưa lên tới kỳ 3, kỳ 4 rồi không, dòng đó có những ảnh rất là kinh khủng. Ở đây thì xin thưa các bạn là chúng ta không đưa lên được đâu, bởi vì thứ nhất là ảnh hưởng tới vấn đề trẻ em, đó sẽ là vi phạm cái quy định của YouTube cũng như là cái quy định của bên ấy. Còn báo Thanh Niên họ là cái thiên phóng sự của họ, nên họ có những cái đặc quyền, tờ báo có tới cái nút mở nút kim cương mà mười mấy triệu người xem, nó khác với chúng ta nên họ đưa lên được, còn chúng ta là không được phép đưa lên. Mà tôi nghĩ hình ảnh đó chắc các bạn cũng coi báo chí rồi hả. Nghe nói bà đó lấy một nửa nội tạng của đứa bé bán nữa, các bạn nhìn cái gương mặt bà đó thế nào, sát thủ không? Bà có nguyên một cái cục gì to chỗ này, cục thịt mụn mà mụn thịt gì hết, to tổ bố ngay chỗ này. Tôi nói thật các bạn, tôi là cũng khoảng 6 mấy, tôi nhìn người tôi cũng sai lầm, nhưng mà tôi vừa nhìn cái bà này tự nhiên tôi giật bắn người lên liền.
Tôi thấy gương mặt của bà là tôi giật bắn người liền. Tôi không hiểu, tôi chả quen biết gì bà ta hết á, nhưng mà tôi nhìn tôi thấy tự nhiên tôi cảm thấy nó có một cái gì đó giống như là cái gọi là cái trực trực giác á. Tôi giật bắn là tôi thấy người này nó có cái gì đó, nên là nó không có một cái nét từ tâm hay từ bi gì cả. Nét nhân nhìn người này là tại sao lại có thể tin tưởng, ngoài những cái nuôi những đứa trẻ mồ côi ra thì đã không nói rồi, cái số phận những đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi thì nó không chết bờ chết bụi, thì nó vô bà này nó đụng bà này chết thì cứ nói là có thể số phận những đó đứa đó đau thương thì may mắn được bị bà này lợi dụng lường gạt, thì cái số đó là số cổ từ lúc chưa sinh ra rồi. Ngoài ra bây giờ bà ta còn giữ trẻ thêm cho một số, tức là ở khu vực quận 12 hiện nay thì công nhân đi làm cũng đông các bạn, thì mới gửi con cho bà ta, cái chết là chỗ đó. Mấy bạn công nhân thì nghỉ sanh con ra chừng được nghỉ 3 tháng, 4 tháng, người giỏi lắm mà 6 tháng xong rồi đi làm, rồi bắt đầu sợ mất việc làm thì giao con cho người ta. Thực chất trên mà nói trẻ em á, mà đi nhà trẻ mấy cái trường quốc tế các bạn nó nhận giữ trẻ, như hồi xưa tôi làm ở Vinhome á, nghĩa là tôi làm công ty của tôi mà cái tòa nhà ở Vinhome Tân Cảng á, Bình Thạnh á, thì tôi thấy cái trường Vinhome đó, là lúc đó mấy nhân viên tôi làm nó, tôi hỏi sao không gửi con, nó dạ không gửi được đâu, ở đây đúng 18 tháng, đủ 18 tháng, nghĩa là qua tháng thứ 19 thì người ta mới nhận, còn trước 18 tháng thì bên trường Vinhome nó không nhận, nhà trẻ của Vinhome nó không nhận. Tại sao vậy các bạn? Tại vì trẻ em mà dưới mười mấy tháng thì cái thứ nhất là về mặt cái sức khỏe nó chưa đủ, ăn uống nó cũng rất là khó, trẻ em cái thời điểm đó là bắt buộc phải có mẹ, phải gần mẹ, chứ người ta dạy khoa học ta không có nhận. Sau 18 tuổi, sau 18 tháng người ta mới dạy cho trẻ là cách phải, nghĩa là trẻ mà muốn nó nhận á là ở nhà trẻ phải biết tự xúc ăn gì vô trường nó mới nhận, chứ nó không có xúc đâu, tự xúc ăn vô trường nó mới nhận, nhưng vì thế nó rất là khó. Còn ở đây thì thấy gì đâu mà bé sơ sinh mà nhận, thứ nhất là mấy cái bé mà bị cha mẹ bỏ rơi mồ côi cơ nhỡ thì mình không nói, còn đã sinh con ra rồi nếu mà muốn đi làm thì phải nhờ bà ngoại, nhờ gia đình người thân như thế nào giữ cho bé ít được 2 tuổi hoặc là 2 tuổi rưỡi thì đưa nhà trẻ là tốt, tại vì 3 tuổi thì mấy bé, nếu để 3 tuổi mới đưa đi nhà trẻ thì mấy bé sẽ thua xúc các bạn, nghĩa là nó không có hòa nhập được, nó giữ trẻ ở nhà lâu quá thì nó cũng có cái tính tự kỷ, đưa đi vào sớm quá thì cũng nguy hiểm, cho nên đưa cái bé ở vào cái tầm là từ 18 tháng, có nghĩa là từ 1 tuổi rưỡi cho đến 2 tuổi thì được, thì được, thì từ đó là lúc các bé có thể là đi biết đi rồi, rồi có thể là ăn uống tự múc ăn được rồi, là ăn bập bẹ thì các cô vậy thêm thì nó dễ cho người nuôi, mà cái bé nó cũng vượt qua được cái giai đoạn khác rồi, nghĩa là lúc đó vô trong trường thì các cái nhà bảo mẫu người ta sẽ cho uống thêm sữa. Còn cái dưới mà 18 tháng thì các bé phải cần sữa mẹ, bởi vì khi mà nuôi con ít nhất để mà con mình nó có sức đề kháng, mà tốt nhất thì các bạn là lập gia đình đó, thì phải biết nói, đúng rồi, nó biết nói ít ít thì được, chứ nó cũng chưa, tùy theo đứa, à cứ đứa nó nhanh, cứ đứa nó nhiều, cứ đứa 1 năm thì nó được, có đứa 1 năm rưỡi 2 năm cứ đứa nó chậm nói nó không nói được, nhưng mà muốn cho nó được không thì cha mẹ phải tập nói chuyện với nó hàng ngày, phải nói chuyện thường xuyên đó, thì nó mới năng nhanh nói được. Thì những cái đứa trẻ đó chúng ta phải tập những cái bước đi cơ bản cho nó, tập cho những cái ăn cầm cơ bản thì nhà trường nhận như vậy thì có lợi cho đứa bé. Với lại các bạn biết cái đứa bé mà để cho nó có được cái thể lực tốt đó, sáng đó, thì ít nhất là người mẹ phải cho con bú 1 năm, tối thiểu là 1 năm, hay là sau đó là 1 năm rưỡi hoặc là 2 năm 3 năm thì càng tốt. Phụ nữ bây giờ thì cứ sợ là hư ngực không có cho con bú nhiều, tới qua năm thứ 2 trở đi hết 1 năm rồi chúng ta có thể cho nó bú dặm theo cái kiểu là uống bú vào buổi tối hoặc là buổi sáng, còn ban ngày cho bé bú những cái sữa, thêm những cái sữa hộp để cho bé tập tập làm quen, đến khi mà đi nhà trẻ thì có thể ban ngày có thể uống sữa trong nhà trẻ được, cái đó là quy định như vậy. Chứ còn nếu chúng ta bỏ hẳn bé thì các bạn khi mà nó bỏ hẳn cái sữa mẹ thì bé nó sẽ không có thích ứng được và nó sẽ ốm, nó sẽ bị bệnh. Chính cái sữa mẹ làm cho những đứa bé nó không mập nha, nó không to nha, người nó vừa 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 thôi,
nhưng mà nó phát triển sức đề kháng nó rất là khỏe, rất là tốt. Nó cứng cáp xương, nó nhanh phát triển cái não. Trong cái sữa mẹ nó có những chất, người ta nói sữa bò tốt hơn sữa mẹ, sữa Hà Lan quảng cáo là tốt hơn sữa mẹ. Nó dốc, nó láo, không có sữa nào tốt hơn sữa mẹ cả. Cho nên là chỉ có người mẹ ăn uống bồi dưỡng cho thật nhiều đủ chất vô, để từ cái bồi dưỡng của mình truyền qua cho con mình. Không có người nào mà phải nói là sữa nào mà hơn sữa mẹ, tốt nhất cũng chỉ được có 80%, 70% thôi, không thể nào hơn được. Điều đó là khẳng định luôn, không có lằng nhằng gì cả. Đã có chồng có con rồi, banh da xẻ thịt cho con mình mà còn ngại ngùng gì mà không cho nó bú được, mà ít nhất cũng phải là 1 năm. Còn vấn đề nó đổ thừa không có sữa thì nhiều khi nó cũng không tiến sữa, nhưng mà vấn đề là người mẹ mình coi lại cái chế độ ăn uống mình không, mình đã chuẩn bị khi mà mình lập gia đình, mình mang thai, mình có chuẩn bị những cái gì để cho tuyến sữa của mình nó phát triển hay không. Ví dụ như là dù các bạn bạn mà trước khi lập gia đình 1 năm 2 năm, các bạn cứ uống nội tiết tố nữ đi, cho cái tế bào của mình nó được nở nang ra, cơ thể đầy đủ ra, thì chắc chắn là khi bạn có bầu rồi cái tuyến sữa nó sẽ phát thôi. Nhiều khi mình con gái mình không biết là cái nội tiết tố mình nó tốt hay xấu không biết, nhưng mà lúc có bầu qua thì sẽ biết hết tất cả cái tuyến sữa nó phát hay không. Nên mình nếu mà trước khi lập gia đình mình phải chuẩn bị, ví dụ mình chuẩn bị những cái loại thông thường ở mấy cái bây giờ sao chứ ngày xưa đời phong kiến con gái mình trước khi lập gia đình đó, là cha mẹ chuẩn bị cho ăn uống thế này thế kia, chứ ngày xưa làm gì có sữa, mẹ không có cho con bú sữa, chỉ có nước uống hấp cháo thôi. Để chuẩn bị cho người phụ nữ đầy đủ, chuẩn bị tất cả về thể trạng cơ thể để lập gia đình, chứ không phải đợi lấy chồng xong rồi mới chuẩn bị rồi mới có bầu. Biết lấy chồng biết chừng nào có bầu mà chuẩn bị, phải chuẩn bị trước khi lập gia đình. Đúng rồi, gửi SOS. Còn mấy cái cơ tôi nói thật, cái bữa tôi làm từ thiện tới cơ sở máy ấm tôi không có tin đâu các bạn, tôi chả tin mấy bà nội đâu. Tôi bước vô tôi nghe cái gì nó hôi rình không tin, tôi quá rành vụ này mà. Điều mình nói nó cũng khó, nó có cái mối quan hệ của tụi nó hết chứ các bạn biết, mà để mở ra những cái cơ sở đó thủ tục nhiêu khê mà nó khó khăn, nó không có mở được đâu. Hồi xưa tôi học luật á, tôi có một cái cô em học chung lớp á, rất là thân mà rất là đẹp, cô đi chắc giờ lấy chồng đi Mỹ rồi, thì cổ mới làm nhà giữ trẻ, sau là cổ phải đi học đại học. Tôi hỏi tại sao vậy, hồi đó học còn cao đẳng nó không, bây giờ giữ trẻ khó lắm chị, phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mẫu giáo rồi phải ra bao nhiêu năm mới được mở, mở rất là khó khăn nha các bạn. Mà tôi không hiểu cái bà này chả biết chữ nghĩa UT gì mà tại sao mà vô mở được, mà cái quận 12 cũng để cho mở. Cái thực chất ra theo tôi hiểu á, là mở cái cơ sở mà nuôi dưỡng trẻ rất là khó, qua nhiều thủ tục lắm, mà phải có bằng cấp. Ở đây chủ cũng không có bằng cấp mà tớ cũng chả có bằng cấp, nó giống như là cái đám hổ lốn gì ở đâu không có ra cái hệ thống gì cả. Cho nên cái này phải coi lại chính quyền của quận 12 quản lý như thế nào, chắc sắp tới đây nhà nước phải làm lại các cấp cơ sở chính quyền cái bà này. Chứ tôi thấy cái cô em của tôi, cô mở một cái cơ sở rất là khó nha các bạn, vô cùng khó luôn. Nên các bạn thấy rất là vất vả, không có đơn giản đâu. Đều không bú sữa mẹ. Cho nên các bạn trước khi có gia đình, bạn phải tập mang bầu, quên xin lỗi, tập thể dục thể thao, rồi phải tập ăn uống đầy đủ chất vô tất cả vì con cái của mình. Và nó có những chất làm cho kích thích tuyến sữa, còn nếu không á thì chúng ta phải đi tới đông y để họ có những cái châm cứu. Cho nên và nó cái máy ấm này mà tôi thấy rõ ràng ở đây cái bộ mặt vậy mà đó đã như có nè, có những này là lên làm truyền cảm hứng đó các bạn. Giờ rồi còn làm dạy lại truyền cảm hứng cho những thế hệ khác noi theo, rồi được mạng xã hội, được người người nhà nhà báo chí rồi ca tụng là Phật sống rồi. Mà Phật sống hay không, Bồ Tát hay là ác quỷ. Đó, ác quỷ bây giờ nó hiện đại lắm, nó không có đưa nanh đưa nanh đưa mỏ rồi ra nó hù thiên hạ đâu, mà ác quỷ là như vậy đó, vest tông rồi nghe thấy ghê lắm. Ở đây là đương nhiên là lỗi của có cả chính quyền, phòng thương binh lao động xã hội,
mấy cơ quan mà quản lý các cái cơ sở trẻ em như thế nào. Bây giờ những cái trẻ em mà nuôi dưỡng mồ côi á, mà theo hồi xưa mà nếu mà muốn nuôi dưỡng thì ít nhất là phải, giả sử như hồi xưa trẻ em mồ côi đa số là nằm trong bên công giáo thì nhiều, là họ có các sơ họ nuôi dưỡng khoa học đàng hoàng. Còn mấy mụ này lúc đầu thì có thể là chút chút, nhưng mà sau đó là vì nuôi dưỡng rồi bắt đầu tiền vô nhiều quá là bắt đầu lần qua túi này lần qua túi kia. Đó. Tiền đâu mà kinh doanh nhà hàng khách sạn vậy, nghe ghê vậy. Cho nên nó đối với cái tội mà hành hạ trẻ em, đánh đập trẻ em như thế này rồi cho trẻ em uống những cái thuốc mà để cho nó ngủ, nguyên tắc thì là sẽ sơ sinh không cho uống bất kỳ một thực phẩm chức năng nào nha các bạn, trước 1 tuổi là không được uống, mà cái đó phải uống theo sự chỉ định của bác sĩ. Tại vì đối với trẻ sơ sinh là cái người nó còn mỏng lắm, nó chưa có định vị được những cái phần nội tạng trong cơ thể của nó còn rất là lỏng, cho nên chỉ cần sơ suất một chút là có vấn đề này. Mà nó cái cơ thể của cái trẻ sơ sinh nó nhạy cảm lắm, mà một khi nó đã đụng tới cái cơ thể rồi thì mọi cái nó đều dẫn về cái trung tâm của nó, là ảnh hưởng tới cái não, cái phát triển não của trẻ em. Cho nên mọi những cái sản phẩm trẻ em người ta đề ít nhất là từ 1 tuổi trở lên. Nói trước nhiều khi nãy bữa hôm số giờ các bạn hỏi tôi cái bibimix nè, cái bibimix này với cái ren bộ não này nè đó, với cái kem này là trẻ sơ sinh uống được không, tôi trả lời ngay giờ luôn, không, không giờ chỉ không mà thôi. Này ít nhất là từ 1 tuổi trở lên mới được dùng, còn nếu mà dùng ấy nhất là từ từ 1 tuổi rưỡi 2 tuổi. Trong này ta có sự chỉ định đàng hoàng, mặc dù nó là thực phẩm chức năng không phải là thuốc, nhưng tuy nhiên nó có những chất sẽ không phù hợp với trẻ sơ sinh, chứ không phải nói là không phải thuốc thực phẩm chức năng không có. Như canxi này phải từ 1 tuổi, có nghĩa là sau 12 tháng, từ 13 14 tháng trở lên mà mới được dùng. Nó có những cái chất mà nó có những cái chất mà chỉ có những em từ cái tuổi đó thì nó mới chịu đựng được, như cái tiêu ăn là nhanh nhanh này nè, cái này thì cũng phải trẻ em từ là 1 tuổi cho tới 9 tuổi mới được dùng, mà một ngày chỉ duy nhất 1 ấm thôi, không được dùng hơn, chứ không phải là cứ thấy ra là trẻ sơ sinh thôi được ăn không. Tại vì cái trẻ sơ sinh nó là cái tuổi nó còn bú thì nó hấp thu và qua cái chất sữa mẹ. Là đối với trẻ sơ sinh trước 12 tháng tuổi chỉ có sữa là tốt nhất, ngoài ra không gì bằng. Cái tuổi đó chưa có ăn mà chỉ có uống thôi mà. Trên cái tuổi này á, uống những cái này là dành cho những bé đã bắt đầu ăn rồi, tập ăn được rồi. Còn chưa ăn là không uống được. Chưa ăn là chỉ uống sữa mẹ. Còn bé có bị vấn đề gì thì có bác sĩ lo. Cho nên là cứ không phải là cứ là dành cho trẻ sơ sinh là thấy được là trẻ sinh uống được, không có. Một số bạn hỏi cô mấy thực phẩm của cô dễ sinh, tôi nói không. Sau 1 tuổi mới được, chứ 1 tuổi thời giờ có mua mắc 1 bạc tỷ tôi cũng không bán, nó rõ luôn khỏi lằng nhằng gì cả. Này, trẻ em mà đem lấy thực phẩm chức năng ở đâu rồi về nó cho uống vào để cho ngủ để cho khỏi la. Trẻ em thì phải la phải khóc ở nhà các bạn, trẻ con mà khóc khóc nhiều quá thì mình cũng nhức đầu, mình cũng mệt luôn, mình mất ngủ với nó đúng không, mà nó không khóc á thì mình lại càng mệt hơn. Trẻ em mà nó không khóc, nó không cười, nó không giỡn, nó không quậy, nó không phá, nó không năng động, nó không đập phá. Ví dụ như mình đồ 1 tuổi của các bạn để đồ cỡ như này là xong rồi. 1 tuổi, giả sử như tôi có đứa cháu là 1 tuổi tới đây là coi như mấy này nó cho xuống thành bình địa hết. Nó sang bằng thành bình, mà lúc đó chỗ này là sẽ sang bằng thành bình địa. Nó 1 tuổi mà đồ mà để đây á, cỡ như để đây, cái máy tính laptop này nó thò tay vô nó sang thành bình địa hết. 1 tuổi điện thoại laptop nó đập bể như bình thường á, mấy máy tính bảng nó đập như cơm bữa á, mà nó đâu biết gì. Nhưng mà nếu như những cái đứa trẻ các bạn nó không đập phá, nó không, tại vì cái tuổi đó là cái tuổi khám phá, nó thấy màu rồi đẹp, thấy màu sắc, cái đó là cái lúc đó là cái lúc cái bộ não của nó khám phá, nó cần phải tìm hiểu, nó cần phải tìm tòi. Mà nếu như nó không khám phá, nó không tìm hiểu, nó không tìm tòi, mà nó cứ thụ động, nó ngồi chỗ, nó không làm gì thì cái đó mới là nguy hiểm đó. Trẻ con mà nó khóc, nó khóc vừa chứ mình đừng nó khóc quá, mà nó không khóc là các bạn cũng mệt, bởi vì nó khóc thì cái phổi nó mới nở. Cho nên khi mà trẻ con mà khi mà mới vừa sinh ra
mà nó không khóc thì mấy cô y tá phải xách ngược cái mông này về vỗ vào mông nó, đét thật là mạnh chi vậy cho nó đau, nó khóc, nó khóc thì cái khí trong trong cơ thể nó mới thoát ra được. Rồi nó mới cái lúc đó là khi nó thoát ra thì cái oxy ở ngoài vừa mới vào, bởi vì nó đi hôm trước là nó tới trong bụng mẹ, nó thở từ cái dưỡng khí trong bụng mẹ là qua cái nhau cuốn rốn đó các bạn. Giờ mình cắt cái nhau cuốn rốn rồi thì ra ngoài nó phải khóc để nó hít thở không khí bên ngoài. Nó trẻ con nó phải khóc, trẻ con không khóc rồi đâu phải là trẻ con, nó cho uống vô đừng khóc để ngủ. Cho nên một cái đứa trẻ đang hoạt động bình thường nha, tự nhiên mình ép nó vô như vậy. Thứ nhất là đối với những cái trẻ con cái thời kỳ mà nó cấp 1 á, từ nhỏ đến cấp 1 người ta gọi là, hồi xưa nó có cái bộ phim là gì các bạn, Tuổi thơ dữ dội, các bạn nhớ không? Những cái năm tháng tuổi thơ các bé mà khi nó phát triển mà chập chững vào đời á, thì nếu chúng ta để lại cho nó một cái ấn tượng như thế nào thì nó sẽ ảnh hưởng suốt cả cái vấn đề phát triển và cuộc đời về sau, nó ảnh hưởng tới cả cá tính. Và nhiều khi những đứa bé nó khổ quá thì nhiều khi nó muốn phấn đấu lên đó, thì nó sẽ trở thành những cái tích cực thành đạt, nhưng mà đa số thì đều là trở thành tiêu cực, sẽ thành là đầu trộm đuôi cướp, lưu manh cướp phá, nó sẽ trở thành nó hận đời, nó thù đời, và nó sẽ, nếu mà nó thông minh nó giỏi thì nó sẽ trở thành nguy hiểm cho xã hội. Các bạn để ý đến những cái tay mà nó mang cái tính chất là giết người hàng loạt nè, hoặc là nó có những cái trò mà mình không thể nào mà tưởng tượng là tại sao nó lại thù ai vậy. Thì công an á, trong cái quá trình điều tra người ta tìm hiểu là cái quá khứ của nó thì thấy là cái tuổi thơ của nó bất hạnh. Và nhiều khi nó có những cái người lớn nó tìm người yêu, tìm người này phải, nó chỉ thỏa mãn cái cơn của nó bằng cách là nó phải đánh đập, nó phải hành hạ người ta nó mới thỏa mãn. Thì các nhà tâm lý học người ta mới tìm hiểu rằng là trong cái quá trình của nó, cái sự phát triển lớn lên từ bé nó đã bị dùi dập như vậy. Và nó tạo cho cái đứa bé cái ấn tượng trong đầu, sau này trở nên nó hành hạ. Cho nên Mỹ và các nước châu Âu á, họ không muốn trẻ em vào những chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì trẻ em chính là tương lai của đất nước. Họ là những ông chủ tương lai, bà chủ tương lai của đất nước. Cho những người cha, người mẹ nào á, cái bậc sinh thành là sinh ra con ra, phải cố gắng mà thà chấp nhận thất nghiệp ở nhà, ăn ít một chút cũng được. Nuôi con ít nhất cũng phải được 1 năm tuổi. Chứ xin thưa các bạn, gửi cho mấy trẻ này hả, 1 tháng cũng phải 5 triệu á. Đi làm được 7 triệu mà gửi 5 triệu thì cũng coi như không, thôi thà tới nhà tôi giữ cha cho rồi, lương công nhân giờ làm có 7 triệu, 8 triệu chứ nhiêu. Gửi gì đó phải 5 triệu đó các bạn, còn tiền sữa riêng đó. Chứ không phải ít đâu. Việc làm mà không có chỗ này thì làm chỗ khác. Ở nhà mình thà tôi nghĩ bạn nào mà công nhân ở nhà thôi, tôi nhà tôi bày ra tôi thuê chỗ nào, tôi bày trước ra tôi buôn bán, tôi vừa bán vừa trông con được. Vừa buôn bán vừa trông con được, bán gì lặt chặt chút đỉnh trước, vừa bán vừa trông con, kiếm ngày 2 bữa đủ sữa cho con là được rồi. Công nhân thì để mình chồng đi làm thôi chứ. Cho nên tôi nói các bạn trước khi mà lập gia đình á, các bạn phải chuẩn bị hết tất cả mọi thái. Ví dụ như mình phải tiêu tiền tiết kiệm mình để dành cho những cái năm tháng ít nhất mình không có việc làm, mình ở nhà 1 năm để mình trông con, để đủ cung cấp chất cho con. Mình lập gia đình phải có sự chuẩn bị chứ không phải là thích là lập, là yêu là lập đâu, không có đâu. Cái sau này khổ con cái đủ các kiểu. Nên là bây giờ các bạn trẻ là không có tập cái tính tự lập. Lập gia đình xong rồi cái gì cứ dựa vào bố mẹ, thảy cho bố mẹ. Tuổi trẻ Việt Nam nó như vậy, nó không như tuổi trẻ châu Âu. Châu Âu thì người ta tự lập hết. Và chính cái chỗ như vậy tới lúc mà khổ quá cái thảy con đại vô gửi thì có người nào giữ đi. Rồi để mình ở nhà là bắt đầu là mình đi làm. Nhưng mà lợi bất cập hại. Con mình mới là vàng là ngọc chứ còn tiền thì nay kiếm không được thì mai kiếm, thiếu gì cách kiếm tiền. Người phụ nữ mà có con tốt nhất đó, là mình làm, mình ở nhà mình làm online, làm gì được thì làm vừa trông con, không thì mình buôn bán lặt vặt cái gì đó trông con, không có gì hết. Cái việc gì đâu mà phải giao con cái người ta, cho nên nó rất là ác các bạn. Mà theo luật quy định đó, trong bộ luật dân sự rồi bộ luật hình sự, đụng tới trẻ em là cái bộ luật hình sự cực nặng luôn. Mà cái bà này vi phạm rất là nhiều nha các bạn. Thứ nhất là ăn ở vệ sinh là hư hỏng nè, đối xử với trẻ em bạo hành nè. Thứ hai là cái người mà nuôi dưỡng trẻ em về mặt pháp luật quy định là sai hết,
bởi vì không có bằng cấp, không có chứng chỉ cả, mà không được tuyển người vào cũng không có chứng chỉ. Mà đương nhiên bà này sai một sai 10 thì chứ cơ quan chính quyền ở quận 12 đó cũng phải sai một. Tại sao anh cấp phép mà người ta chưa đủ chứng chỉ? Quy định là phải có chứng chỉ hành nghề, ít nhất cũng phải được đào tạo cơ sở là sơ cấp, trung cấp. Mấy người này chả có đào tạo gì, thậm chí học chưa hết lớp 3, lớp 5 trường làng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái cơ sở vật chất thì nó dơ bẩn. Ít nhất là anh mở một cơ sở phải có cái nguồn tài trợ, cái tiền từ đâu có chứ. Mà cấp giấy phép có 39 người, bà ta vô lúc mà công an vào hốt mới là 80 người. Còn lên mà cái đâu phải đơn giản, là bà tồn tại mấy chục năm rồi mà tôi không hiểu sao chính quyền đó để đó. Cái đó thì đặt cho hỏi, chắc các bạn cũng biết tại sao rồi ha, tôi không nói ha. Cái này là phải chơi được một cái cơ sở lớn vậy, nuôi trẻ mà chả có camera gì cả, được cũng chẳng có ai tuần, khi thì bây giờ đợi đó, đợi báo chí la làng lên vậy, các mạng xã hội người ta la lên là mấy cơ quan mới vào cuộc. Ý tôi nói mấy cơ quan bảo trợ giống như là phòng thương binh xã hội gì đó, chứ không phải là công an. Công an khi nào có hội nhiều việc có việc không mới vào. Cho nên đóng lại những cơ sở này nè, các bạn biết những cái chỗ ở trên chỗ tôi nè, cứ mỗi tuần 10 ngày là bị đi kiểm tra một lần đó. Mỗi lần đi là phải có cái này, không thôi nó kiểm tra cái chuyện nào nó cũng ra hết. Mà ở đây là mấy cơ sở đây ngoài tư nhân này ha, là có bằng cấp đại học mà đã từng giờ làm nhà mấy nhà trẻ của nhà nước ra nè, mở mà còn bị đó. Nhưng mà nhà tôi không cho, gửi tư nhân là tôi không cho, gửi vô mấy cái trường nhà nước, có gì nhà nước chịu trách nhiệm. Tôi là vậy à, tôi không tin mấy cái mấy ba cái vụ mà dạy dỗ mà tư nhân này là tôi không có tin. Không tin. Học mấy cái trường dân lập tôi cũng chả cho vô học trường nhà nước, dứt khoát cũng chả cần học trường quốc tế quốc tom làm gì cho nó mệt, cứ học trường nhà nước. Đại học cũng học đại học quốc gia, ba cái đại học tư khỏi học. Thì tôi đi quá sâu, tôi hiểu quá rõ rồi các bạn, dạy dỗ cái gì đâu tào lao không ra cái gì hết. Cho nên ở đây á, cái bà này á, kỳ này trách nhiệm hình sự cực nặng à, không có đùa đâu, không có chuyện mà 5 3 năm đâu. Nó chưa giải nó thì sao nó còn một hệ thống nó bóc lột trẻ em như thế nào. Hiện tại đây không phải riêng Việt Nam mình mà các nước trên thế giới, cái vấn đề mà bóc lột trẻ em là nó hình như nó trở thành là cái trào lưu. Tụi nó còn mua bán nội tạng trẻ em, mua bán trẻ em nữa, chứ không có đơn giản đâu. Thế những cái cơ sở này nó sẽ là cái nguồn của cái nguồn thu đó. Nuôi được 1 2 tuổi hay là 5 3 tuổi thì rồi đi đâu làm gì có trời mà biết. Bà ta nên làm giấy khai sinh gì đứng tên bà ta nghe ghê. Ở bên Mỹ các bạn thấy không, có một người da đen, một bà nghị sĩ là nhận 5 7 8 7 8 đứa về làm con nuôi, người này người kia nhận về làm con nuôi, quá dễ ha. Mấy người Mỹ họ tốt không? Nhưng họ tốt đâu các bạn, sự thật bước đằng sau bước màn đó, các bạn thấy nó quá kinh khủng luôn. Nuôi được bao nhiêu là tự nhiên đứa bé nó bé nó mất tích rồi, nó bỏ nhà đi, nó tự lập không có đâu, tất cả đều bị bán. Bán cho ai? Kinh khủng lắm. Sự thật của cái thế giới này. Bạn bạn nói là thiên đàng địa ngục hai bên, các bạn đi tìm địa ngục hả? Đâu cần phải đợi chết mới có địa ngục. Hiện nay là thế giới này đã là địa ngục rồi. Nó có những cái tổ chức mà gọi là bóc lột trẻ em mà tầm cỡ thế giới, thằng Mỹ chửi thằng Trung Quốc. Khu Tân Cương, cái gì Tân Cương cũng không mua. Tân Cương bóc lột lao động dưới 18 tuổi, lao động trẻ em. Đúng không? Nó nghe thì nghe Mỹ, nghe hoa Mỹ lắm. Nghe là thương yêu trẻ em, nước Mỹ là cái nước mà trẻ em là số 1. À, thứ ba là phụ thứ hai là phụ nữ, thứ ba là súc vật, cuối cùng mới là đàn ông, nghe nghe sướng lỗ tai lắm ha. Nhưng mà thôi đừng nằm mơ giùm cái. Đời không như là mơ đâu. Cái đó là lúc nào người ta đưa ra một cái cương lĩnh, một đất nước, một cái luật thì người ta cũng phải nói cho nó đẹp chứ. Mỹ mà, Mỹ là đẹp mà. Nhưng mà sự thật thì trong như thế này. Đó. Mua bán trẻ em tầm cỡ quốc tế. Đùa đâu. Nên những cái chỗ nhỏ 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 là bây giờ họ lại thích trẻ em một mấy cái nước châu Á.
Đông Nam Á. Cho nên sau này á, cái vấn đề mà nhận con nuôi trẻ em nhiều quá, cho nên nhà nước mình mới làm ra cái luật luật nuôi con nuôi, các bạn nhớ không? Là tại vì vấn đề mà có người nước ngoài xin nhận làm con nuôi, cái đó nó mới là nguy hiểm. Nó nhận vậy nuôi thì không nói làm gì, mà nhận vậy nó làm, nó nuôi một thời gian rồi rồi nó chuyển hệ, nó cũng gọi là kinh doanh luôn đó. Cái gì nó cũng có tiền là nó kinh doanh hết. Cho nên nhà nước mình phải ép buộc ra cái vấn đề cái luật nuôi con nuôi là để đối phó những vấn đề đó. Nhiều người cứ tưởng là cho con mình đi ra nước ngoài cho nhận làm con nuôi sao nó được ăn học, nếu mà được vậy thì quá tốt, nhưng mà sự thật không phải như thế, không được như thế đâu. Đây là bà này không biết rồi, mà nếu mà không phát hiện ra bây giờ, không biết tương lai bà còn làm những chuyện gì, bắt tay bắt chân với ai làm chuyện gì nữa đây. Nên đây cái tội này là dính vào chắc chắn là tội hình sự thôi. Mà trong cái tội hình sự, cái luật hình sự đó là cái luật mà vấn đề mà hành hạ trẻ em, bạo hành trẻ em là nó cực kỳ nặng luôn. Mình làm tới nơi tới chốn. Tôi nghĩ là chắc cơ quan chức năng nhà nước phải xử lý một vụ để làm gương cho tất cả các vụ khác. Cần thiết bà này chắc phải xử, không biết tới cái mức độ nào. Hình như không biết có trẻ em là bị mất mạng chưa, hễ có mà trẻ em mất mạng thì coi như là tử hình rồi, không còn gì để nói rồi. Rồi rồi những đúng rồi, anh thích ở đây nó đúng nè, mấy trẻ em lớn lên đi về đâu, tôi các bạn nó không có bán, nó không có đợi tới 17 18 tuổi đâu, khoảng từ 8 tuổi tới 12 tuổi là nó đã đẩy đi rồi, từ 6 7 tuổi tới 10 tuổi 18 tuổi là đẩy đi rồi đó. Như vậy cái chức năng của cơ quan chức năng của chính quyền quận 12 làm chuyện gì, tại sao lại cấp phép cho như thế này? Mái ấm gì? Mái ấm là nó phải có sự bảo trợ, thí dụ như là tổ chức tôn giáo hay như thế nào. Một cá nhân lý lịch không có, công ăn việc làm không có, không phải là người gốc bản địa mà người ở từ Bắc Giang vào đây, đã từng có cơ sở đi lượm ve chai, đi bán bịch ni lông, trình độ học vấn không có, mà dám giao cho bà ta nuôi một cái mái ấm cơ sở, dù bà ta có giàu cỡ nào giàu, tình thương cỡ nào tình thương, nhưng mà một cá nhân làm sao có thể làm với tổ chức bảo trợ, nó là như một cái những cái hội từ thiện nào thí dụ vậy đi, nó còn có cơ sở, phải có người này quản lý chứ. Người ta tổ chức tôn giáo người ta làm, người ta còn có tôn giáo ví dụ Phật giáo, ví dụ Hồi giáo hay là Công giáo gì đó vân vân, còn tự nhiên một cá nhân học hành không có, chữ nghĩa không có, đưa lên làm, tại sao mấy anh lại nhắm mắt làm ngơ như vậy? À, cái vấn đề này phải coi lại nha. Từ cái bà này sẽ vạch ra các chính quyền sở tại khi mà quản lý để cho bà ta có thể tồn tại 30 năm nay, kinh khủng thiệt. Vậy là những cái đứa bé nó lớn lên đâu rồi, những đứa bé lớn lên đi đâu và về đâu? Bây giờ tụi nó trên thế giới nó mua trẻ em các bạn, rồi nó mua từ 8 tuổi, bé gái từ 8 tuổi cho tới 12 tuổi. Đừng có nói lòng nhân gì hết trơn, tất cả đều là tiền mà thôi, trục lợi mà thôi. Cho nên sau này những đứa bé đó mà nó lớn lên, thì nếu giả sử nó lớn lên thật sự thì nó sẽ trở thành là gánh nặng cho xã hội. Là bởi vì nó đã hình thành ở trong cái tư tưởng của nó là cái sự hành hạ, sự bạo lực rồi, và không có ai hướng dẫn cho nó đường đi đúng bước, thì nó chỉ có con đường phát triển, con đường tiêu cực mà thôi, thì phải trở thành gánh nặng cho xã hội không. Mà nếu đưa được vào những cái cơ sở dạy trẻ một cách đàng hoàng thì nó sẽ trở thành những đứa bé được ăn học tới nơi tới chốn, tạo ra được cái lợi ích cho xã hội, những cái giá trị cho xã hội. Người ta mà nuôi trẻ em là người ta phải dạy con, nó không phải đợi đẻ đâu mới dạy đâu, dạy từ lúc còn đang mang bầu thai kìa, phải đọc sách, đọc kinh hoặc là đọc những cái gì đó mình dạy dỗ về cách ăn cách sống, đừng có tưởng đứa bé nó không nghe nha. Nhưng mà nó cảm được cái âm, người ta gọi là thần giao cách cảm, cái mối cái sợi dây liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Những cái đứa bé mà được cha mẹ quan tâm giáo dục từ trong bụng mẹ thì sau này nó sẽ trở thành con người tốt, vì nó đã được cái tạo được cái dấu ấn, cái tình thương yêu ngay từ lúc mà cái bào thai nó mới tượng hình thôi.
Chuyện mà nó mua bán nội tạng cho em là cái chuyện bình thường, nó còn lấy máu cho em mà nó uống sống rồi kìa, chứ không phải mua bán đâu, để nó phục vụ cho cái vấn đề loạn luân của tụi nó. Những cái thằng nhà giàu nó làm nhiều cái trò rất là quái các bạn. Các bạn không tưởng tượng nào cái quái của tụi nhà giàu đâu. Nhưng bởi vì nó là giàu nhất thế giới rồi, cả thế giới nằm trong tầm tay của nó. Truyền thông còn thổi là hai bé đầu tiên đi nước ngoài. Chết. Vậy hai bé đầu tiên đi nước ngoài đó bây giờ nó ở đâu, nó làm gì bà có biết không? Nó đi nước ngoài nó ở đâu làm gì có biết hay không? Qua bển làm những gì? Thoát con quỷ này thì gặp con quỷ dương. Cái này chưa dương đâu, còn mấy quỷ dương lớn nữa kìa. Thế giới này nó kinh lắm các bạn. Tôi thấy cái này tôi thấy quá sợ, cho nên những cái bổn phận của cha mẹ bây giờ tôi nói thật, phải bảo vệ con cái mình cho thật là chặt. Bây giờ đừng nói là hết giờ là học rồi, cha mẹ đón kịp thôi, đi xe ôm về thôi, tôi không tin nổi mấy ông nội xe ôm đâu. Đừng có nhờ hàng xóm bị đón giùm, nó đón xong nó đón luôn. Cha mẹ là phải bảo vệ con cái mình. Nó đã nuôi được bé 30 năm rồi đó. Giờ là 30 năm rồi, hai cái đứa bé đầu tiên thì nó là ba mấy tuổi, giờ nó đâu rồi? Đi đâu về về đâu? Đâu có ai mà bỏ công không mà làm như là một ngày làm việc bao nhiêu tiếng, tối còn phải chăm sóc mấy đứa nhỏ. Nhiều người nghe bề ngoài thấy ngon lành lắm. Nhưng mà đời đâu có như vậy các bạn. Cho nên tôi mà có làm từ thiện tôi xin thưa các bạn, tôi chỉ đưa vào những cái cơ sở nào mà tôi kiểm soát được, nghĩa là tôi hiểu được, tôi tìm hiểu được, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tôi chỉ hỗ trợ những cái cơ sở nào của nhà nước thôi, của tư nhân tôi không hỗ trợ, nói thẳng đừng có lằng nhằng vậy. Của nhà nước có gì mình còn mình nắm thằng có tóc còn có đầu, chịu trách nhiệm, còn sợ bị cấp trên cấp dưới ép buộc. Còn ba cái tư nhân, trời ơi các bạn, chưa vô tôi vô nhiều cái cơ sở tôi thấy tôi muốn ói muốn nôn ra luôn. Tôi không có tin đâu, ai làm từ thiện lên làm từ thiện mà cứ khoe là làm khoe cái nọ là tôi không tin. Tất cả đều đánh bóng tên tuổi, tất cả đều làm màu cả. Là cho một đứa trẻ 12 tuổi đánh đập mấy đứa kia, nghe báo thanh niên nói mà rợn cả người luôn, quá sợ luôn. Cho nên là bây giờ đừng, xã hội bây giờ nó ghê lắm các bạn, người thì ít mà quỷ thì nhiều. Con người ta mà bây giờ xin thưa các bạn, nó bán linh hồn cho quỷ hết rồi. Bây giờ chỉ có đồng tiền là ngự trị thôi chứ không có gì ngự trị hết. Cho nên nhà nước phải trừng trị đích nơi đích đáng những kẻ như thế này. Và không phải riêng bà này không, mà tất cả những cơ quan chức năng ở quận 12, ai cấp giấy phép, anh dựa trên cơ sở nào anh cấp giấy phép? Anh cấp giấy phép xong rồi anh đem con bỏ chợ hay như thế nào? Anh thấy bà ta có đủ điều kiện để cấp giấy phép không? Về thứ nhất là cơ sở vật chất, thứ hai là trình độ hiểu biết. Tại vì khi mà nuôi dạy đứa trẻ này, các bạn biết bà ta phải học đại học 4 năm trời, là nó phải có tâm lý của bé như thế nào, tính của bé như thế nào. Và điều quan trọng nhất là phải có lòng nhân. Trình độ không có, cái gì cũng không có, phương pháp nuôi dạy trẻ, khi mà một cái cơ sở mà nuôi dạy trẻ mà khoảng chừng 10 15 em là phải có một bác sĩ rồi hay một y tá rồi. Một cái cơ sở gì gần 80 em này chả có một bác sĩ nữa hết. Rồi phải có một đội ngũ mà nấu ăn á, là phải vệ sinh sạch sẽ, phải kiểm tra nấu ăn thức ăn cho các bé như thế nào, tất cả đều không. Như vậy anh dựa trên cái cơ sở nào mà anh cấp giấy phép? Phải coi lại, tôi nhiều người nói về bà này, nhưng mà theo quan điểm của tôi là cái anh cơ quan chức năng, nếu anh không cấp giấy phép thì bà ta có mở được cái gì không? Mà anh dựa trên những cái tiêu chí nào, cái luật nào mà anh cấp giấy phép? Thậm chí mà bà ta 39 đứa mà bà ta làm tới 80 đứa mà cơ quan chức năng cũng không biết luôn. Vậy chứ anh, một trong cái quận 12 này nó biết bao nhiêu cái nhà trẻ như thế này mà anh không quản lý?
Mấy anh sinh ra để làm gì? Chứ theo quan điểm cá nhân tôi, xử lý bà này và cũng phải xử lý các cơ quan chức năng luôn, thật là nặng. Tất chấp làm lơ để cho sự việc xảy ra. Nếu mà anh kiểm tra hàng tháng, hàng tuần, anh tới bắt buộc phải lắp camera. Mấy đứa trẻ này nó đâu phải là gì đâu, cứ phải lắp camera từng phòng một để theo dõi. Bảo mẫu vô làm việc ở đây ít nhất cũng phải qua một cái trình độ sơ cấp về 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 cái giữ trẻ. Cái đứa va đất tủ cơm, thuê một cái đứa chả biết chờ chăng là vô không giữ ý, nó về nó vỗ tên tét đánh vô đầu vô cổ trẻ sơ sinh mà nó cầm lên rồi nó cầm gì nó như một cái giường nệm gì mà năm sáu đứa ngủ, nó cầm nó còn ầm 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 lên, làm tôi nhớ lại cái thời kỳ tụi bên bố tôi gặp nó chứ Hà Tiên, nó cầm bé trẻ sơ sinh nó cầm nó thấy xé làm đôi ra. Cái bà mấy tuổi này đâu có khác thì nó chỉ điều nó chưa xé được thôi, chứ xé được nó cũng xé rồi. Bây giờ là lên là nó mình là doanh nhân, từ một con mẹ bán ve chai trình độ không có mà thành lập doanh nhân, rồi khách sạn kinh doanh karaoke nhà hàng đó, và cái này cũng lùa gà nữa đó, đưa trẻ con ra để lùa gà. Bây giờ đúng là con người muôn mặt, sợ quá, nó thật quá sợ. Giờ tôi nghe tới hai chữ từ thiện là tôi sợ luôn, mà sợ thật luôn á. Mà hỏi vấn đề tại sao chính quyền địa phương đó như thế nào? Cái quận 12 xưa giờ tôi thấy bị mang tai mang tiếng rất là nhiều, nhiều cái vấn đề. Quận 12 đó là cái quận hồi xưa nó tách ra từ cái huyện Hóc Môn. Nó nằm tại cái vùng ranh giới sát với các cái tỉnh mà như là Long An đi qua Campuchia nên mang tiếng là được lên cấp quận. Nhưng mà thật sự về cái cơ sở vật chất và cái trình độ ý thức hệ của một số cư dân ở đó thì phải nói là nó còn ở ở cái mức thấp so với các quận khác. Cái quận 12 thì nó cũng còn nghèo các bạn nhớ. Bây giờ biết mới lên sao chứ hồi tách ra còn nghèo lắm, nó là từ Hóc Môn tách ra thôi. Dân cư thưa thớt và bây giờ đa số là dân nhập cư vô ở nhiều. Dân nhập cư vô ở nhiều từ các tỉnh khác nhiều. Cho nên nó trở thành là gì các bạn? Nó bát nháo, nó xô bồ. Nó xô bồ, nó hỗn tạp. Đó bà này cũng dạng dân nhập cư nè. Đó. Phức tạp. Người ta bây giờ các bạn biết quận 12 nó không có một cái cơ sở vật chất nào để mà nuôi trẻ. Sau khi mà đưa những đứa trẻ này ra thì phải đưa về cái cơ sở Thủ Đức ở luôn. Ở quận 12 không có. Ở Thủ Đức rất nhiều cơ sở nuôi trẻ nha các bạn, nó có từ trước giải phóng rồi. Ở đâu? Tại vì trước của giải phóng á, riêng cái quận Thủ Đức cũ á là có rất nhiều dòng tu, dòng Chúa Cứu Thế nè, dòng Đông Bosco nè, dòng nữ tu kính nè, rất nhiều dòng tu. Bởi vì bạn tôi là từ trong các trường ra, mà dòng Đông Bosco bây giờ là trường đại học công nghệ kỹ thuật, lấy dòng dòng đó là rồi dòng Đông Bosco và dòng đó là dòng La Sanusa, còn dòng Đông Bosco là bây giờ là Học viện Tư pháp, và một bên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành đoàn, mấy cái trường dòng đó. Còn dòng dòng Chúa Cứu Thế hay dòng Ngô Tu Kính gì đó, thì bây giờ là bệnh viện đa khoa cấp khu vực Thủ Đức, dòng rất lớn, mà trong những cái dòng đó đều nuôi dưỡng bảo trợ trẻ mồ côi hết. Tôi học từ trong mấy trường đó ra sao tôi không biết được, rồi chưa kể còn mấy cái trường dòng rất lớn ở trong cái khu bên quận 9, bên Long Thành Mỹ công nghệ cao á, có một cái trường dòng mà nó rộng hầu như là tới mấy chục mẫu, gần có 50 mẫu, phải 100 mẫu. Bây giờ là gì các bạn? Bây giờ là trường cao đẳng công an, giờ là trường cao đẳng công an lớn kinh khủng lắm. Đây là ở, phải nói là ở Thủ Đức ngày xưa nó là một cái địa bàn mà phải nói là nuôi trẻ mồ côi rất là nhiều, đó là các tổ chức tôn giáo nha. Còn có một cái làng SOS nằm ngay tại cái ngã ba của nhà thờ của Thủ Đức, là SOS nó cũng có từ trước giải phóng à. Chuyên nuôi trẻ mồ côi ở Thủ Đức này, nuôi trẻ mồ côi rất nhiều. Còn cái khúc mà ở trên chỗ mà phía Tam Hà, cái phía mà Tam Bình á, phía đường Xuyên Á còn nhiều nữa.
Hầu như ở trên Thủ Đức này chỗ nào cũng có, tại bởi vì chỗ nào cũng có nhà thờ, chỗ nào cũng có trường dòng, và thậm chí ở khu vực Thủ Đức này các cái trường dòng của bên Công giáo rất là nhiều, mà các cái ngôi chùa tu cũng rất là nhiều, cho nên họ vấn đề mà họ nuôi trẻ em nhiều lắm. Hầu như là chế độ cũ là hầu như là toàn bộ của cả cả cái miền Nam này, của thành phố, của cái Sài Gòn ngày xưa là đưa về đó nuôi hết. Mấy chỗ khác là có cơ sở để mà nuôi, mà mấy cơ sở mà họ nuôi trẻ các bạn biết không? Họ xây dựng quy mô mà tới bây giờ nó vẫn còn giữ nguyên cái chất lượng, cái quy mô xây dựng cái làng SOS nó có từ thời Pháp tới bây giờ chứ không phải mới đây, có từ thời Pháp tới bây giờ luôn. Mà cái mấy các bạn vô chưa vào những cái chỗ như hồi ngày xưa tôi vào đó tôi làm, tôi học qua đó tôi biết mà, những cái nơi mà nuôi trẻ mồ côi các bạn biết được giáo dục từ thể chất tới thể lực, ăn uống mọi cái nó rất là tuyệt vời mà rất là đầy đủ mà rất là nghiêm túc nha. Chứ không phải như là ở đây mình nuôi kiểu vậy đâu, không mà hồi xưa làm gì có cái chuyện người ngoài được nuôi, không có các bạn. Nó phải có, đầu tiên anh muốn nuôi anh phải có cơ sở vật chất, phải có nhà cửa có này nọ, rồi có cái nguồn tài chính kinh phí như thế nào. Tự nhiên cái con mẹ bá vơ đâu lượm bịch da lông da chai mà đi vô rồi cũng nuôi trẻ em rồi trở thành nữ Bồ Tát, sao bây giờ ai cũng làm Phật sống được, ai cũng làm Bồ Tát được hết chị trời, sao mà con người mà dễ tin người quá vậy. Con Linh Kết Sắt thì cũng là Bồ Tát rồi, con đi lừa đảo lường gạt trẻ em mà cũng là Bồ Tát, cũng là Phật sống, dễ quá vậy hả? Cho nên cái ở nếu mà nói các cái quận huyện mà đủ cơ sở vật chất mà để mà mang tính chất là đủ tiêu chuẩn quốc tế luôn, tôi không nói tiêu chuẩn Việt Nam mà là tiêu chuẩn quốc tế, mấy các nhà dòng mà họ nuôi đâu, với cái bạn tôi không biết sao bạn lên làng SOS của Thủ Đức tiêu chuẩn quốc tế nha, cái đó là của quốc tế, họ bỏ ra họ nuôi từ xưa chế độ cũ tới giờ rất là đẹp mà rất là nghiêm chỉnh đầy đủ. Các bạn biết là vì lý do đó nên hồi xưa là khi mà tôi còn nhỏ, khi gửi tôi đi học là ba tôi phải gửi tôi vô chỉ tin tưởng mấy chỗ đó vậy thôi. Tôi là dân Phật giáo nhưng mà hồi nhỏ tôi học được trường Công giáo, tôi học hết cấp 1 luôn, học tới lớp 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 học tới lớp 7, lớp 8 mới trở về đây học lại trường bình thường, nó rõ nhau vậy luôn. Học trường Công giáo đó, dạy toán lý hóa toàn là mấy cha mấy linh mục tới xuống dạy không à, mà mấy cha mấy linh mục thì thôi khỏi chê, về về các bạn biết rồi, trình độ chuyên môn, trình độ toán lý hóa rồi hay là trình độ tiếng Anh là thôi thôi thôi, trình độ mấy cha thì không không có phải bàn cãi, giảng rất là dễ hiểu mà rất giỏi mà rất là nghiêm túc. Cho nên bạn thấy cái nè, giờ giải phóng mái 80 đứa trẻ này nè, họ đưa ngay về các cái cơ sở nuôi dưỡng ở Thủ Đức, ở thành phố này chỉ có Thủ Đức chứ còn chỗ nào có nữa đây. Thủ Đức tràn ngập chỗ nào cũng nuôi dưỡng cơ sở trẻ em, mà toàn là những cái cơ sở của tôn giáo không, bây giờ do nhà nước quản lý, nó rõ nhau là như vậy. Ồ, bên bên Công giáo họ phát triển đầy đủ thể thao nè, còn về học á, là bắt phát triển đầy đủ hết các dạng các môn chính là rồi mà các cái môn phụ là vẽ rồi ca hát rồi đầy đủ hết, đàn đầy đủ hết, rồi phải chơi thể dục thể thao không thiếu cái gì hết các bạn, họ có chỗ sân chơi thể thao đồ riêng đầy đủ, không thiếu gì hết, không thiếu gì hết, các em nó học cho nó xong rồi nó tu luôn rất đầy đủ, mà ăn uống đủ chất lắm này nọ. Còn bây giờ người ta nuôi như vậy mới gọi là nuôi, chứ còn nuôi cái kiểu này thì thôi chỉ có lợi dụng trẻ em để mà bán buôn chứ làm gì. Rồi tôi thấy mấy nhà mạnh thường quân thấy cũng buồn cười, thấy chỗ nào có trẻ em mà nhảy vô tài trợ, tài trợ mà biết nó cầm tiền mà để nó làm gì, cho nên phải xem xét. Tôi trả tình mấy cái cơ sở tư nhân tào lao biết lao, tại tôi xuất phát tôi được học từ mấy cái trường đó ra nên tôi hiểu được là cái cơ sở vật chất nó như thế nào để dạy để trẻ, không có tin mấy vụ này đâu. Mấy người tiêu mà đi làm từ thiện như mấy chỗ này thôi, mang tiếng ác chịu chứ không có làm, phải đưa đúng nơi thật sự
nó phải có bảo trợ, phải có người chịu trách nhiệm. Chứ nói một cái ông chủ trì nè đứng ra bảo trợ tôi cũng chả, bây giờ xin thưa các bạn, tôi chả tin cái ông chủ trì nào hết á. Chỉ có ông chủ trì là ông hơn cái bà này, là ông có cái mác thôi, có cái lượng khán giả, cái lượng khách hàng đó là Phật tử bỏ tiền ra thôi, chả tin ông nào đâu. Nuôi là nó phải có cơ sở, phải có quản lý. Mấy cái trường dòng ngày xưa người ta nuôi á là nó có cái ban bệ, có quản lý, có ăn uống, có bác sĩ đầy đủ, chữa bệnh này nọ, học tập còn nghiêm túc. Còn bây giờ nó nuôi cái gì đó, tào lao mới lao mệt. Cho nên nhà nước phải xem lại. Tôi nghĩ là nhân nhưng mà cái dịp nổ ra mấy cái ra này ra thì nhà nước phải dựa trên cơ sở này, quốc hội phải ban hành những cái luật cho nó một cách rất cụ thể, nếu mình muốn tiến vào cái vấn đề là hòa nhập với thế giới, phát triển mà ngang tầm với thế giới. Thì thế giới người ta rất là nhiều nước, người ta rất là coi trọng, và những cái cơ sở nuôi trẻ em nhà nước quản lý rất là chặt, mình mới nâng tầm mà được, chứ mà nuôi trẻ em không được. Bởi vì đối với họ là các bạn biết những cái trẻ em nuôi dưỡng là rất là quan trọng, người ta sẽ lựa những cái trẻ em nào mà thật là xuất sắc. Nó có cái những đứa nhiều, chứ có nhiều đứa nó cực kỳ thông minh, nó thật là xuất sắc mà nó có chỉ số IQ rất là cao, nó tuyển chọn trong số đó nó có được một vài đứa vậy. Tại sao các bạn sẽ đi vào những cái môi trường đặc biệt như là tình báo cho quốc gia, làm những cái chuyện mà người khác không làm được? Họ là những cái con người đặc biệt thì họ chỉ làm những việc đặc biệt, những việc mà người khác không làm được. Nhờ lấy những việc ở đâu ra? Lấy trong những đứa trẻ này ra. Cho nên khi người ta nuôi những trẻ này, ta phải kiểm tra hàng ngày coi cái cơ thể nó phát triển nào, cái trí thông minh phát triển như thế nào, IQ phát triển thế nào. Khoảng 15 16 tuổi ta thấy cái độ phát triển nó có ngon lành rồi đó. Bắt đầu ta đưa những đứa trẻ đó vào những cái cơ quan để mà nó học tập chuyên ngành như đó, và nó được phát triển một cách đặc biệt. Nó học cái đó thì nó phải học từ hồi 11, 12, 13 tuổi thì nó mới phát triển được chứ. Nó được phát triển một cách toàn diện, một cách học luôn. Và những đứa trẻ thông minh vậy thì ta tìm từ trong những cái chỗ này ra đó, những cái tài năng. Chắc chắn là trong này sẽ có nhiều đứa trẻ rất là thông minh, đúng không? Những đứa rất là xuất sắc. Và người ta sẽ theo dõi cái quá trình của những đứa trẻ như vậy. Người ta sẽ phát hiện ra bắt đầu từ 10, 12, 13 tuổi là bắt đầu người ta đưa qua một cái môi trường rèn luyện đặc biệt ngay từ tấm bé. Chứ phải để lên là nó còn những đứa phát triển bình thường thì khác. Những đứa mà nó có những cái năng khiếu đặc biệt thì nó phải làm những công việc đặc biệt. Có những việc đặc biệt người bình thường đâu làm được đâu, đúng không? Cho nên phải coi lại, nhà nước phải quản lý lại, chứ để vậy là không được. Vậy là bắt nháo lắm, hay là loạn hết. Những cái kẻ mà đòi vô thủ vô thực từ đâu mà gọi là, mà các bạn thấy xã hội như các bạn nhìn trên drama bây giờ toàn những kẻ làm những cái chuyện mà dậy sóng ba đào, toàn là những cái kẻ đầu đường xó chợ không. Không có gốc có rễ nó mới làm chuyện kinh thiên động địa. Với người có gốc có rễ, có ông bà, có tổ tiên, có gia thế thì ai dám làm những cái chuyện như vậy? Dù người ta nghèo nhưng người ta còn gia đình, ta vẫn còn có thôi. Chứ nói thì ai nó cũng được, phải coi hành động thực tế. Tôi đánh giá người nào tôi chỉ đánh giá qua hành động, tôi không đánh giá lời nói. Và chúng ta tạm dừng tại đây nha các bạn, để ngày mai tôi coi tình hình như thế nào. Bây giờ công an đã mời về làm việc rồi, nhưng mà nói đi nói lại thì phải nói là rất là cảm ơn các cái phóng viên của nhà báo Thanh Niên, phải nói là rất dũng cảm, rất dũng cảm, chứ không có đơn giản đâu. Mà mấy tôi nói thật các bạn, cái này mà không có nhà báo thì chả có ai moi ra được. Cho nên tôi nói các bạn, nhà báo cái hay của họ là mấy cái chỗ này, nhưng cái chỗ này công an họ đâu có biết là giờ. Nhưng mà khi nhà báo vào mà đâu có cái manh mối, có cái dấu hiệu rồi thì tiếp tục công an họ sẽ vào.